Mở đầu là phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị, tối ngày 24 tháng 7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Dự lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân có ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, bà Hồ Thị Quang Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đoàn thể tỉnh, thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, lực lượng vũ trang tỉnh cùng hơn 2.000 cán bộ đoàn viên thanh niên. Trong không khí trang nghiêm thành kính của đêm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ngành đoàn thể tỉnh, cán bộ đoàn viên thanh niên kính cẩn đặt từng ngọn nến lên các ngôi mộ. Sau nghi thức dâng hương dâng hoa trước đài tưởng niệm, đại biểu cùng cán bộ đoàn viên thanh niên đã dành một phút mặc niệm để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ngày hôm nay là lần đầu tiên mà em được đến tham dự cái chương trình lễ thắp nến tri ân nhân ngày 27 tháng 7. Thì cảm xúc trong em hiện tại rất là bồi hồi, xúc động và không biết nói gì hơn là rất biết ơn những cái anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho tụi em một cái cuộc sống rất là tốt đẹp như bây giờ. Thì em luôn luôn mong muốn mình sẽ trở thành một người thật sự có ích cho xã hội và phấn đấu thật là tốt để không phải phụ lòng của các anh đã hy sinh vì tổ quốc mình. Em và các bạn đoàn viên thì được đến đây để tự tay thắp những ngọn nến đến các anh đã nằm xuống thì bản thân mình cảm thấy rất là vinh dự, rất là tự hào vì mình được dân ngọn nến để tỏ lòng biết ơn đến các vị anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Riêng bản thân em thì là một đoàn viên, cũng là một đảng viên thì bản thân chỉ biết phấn đấu, lao động, học tập trong công việc thật là tốt để có thể góp sức mình cho sự phát triển của tỉnh nhà mình. Trong những ngày tháng 7, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Bến Tre đã và đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Nhiều hành động thiết thực cụ thể đã được các cấp đoàn, hội, đội triển khai như phong trào hành động nhỏ, nghĩa tri ân, áo lụa tặng bà, hành trình về địa chỉ đỏ của các em đội viên cùng các hoạt động ngày chiến sĩ tình nguyện đền ơn đáp nghĩa như xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, thăm hỏi gia đình thương bệnh binh, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hành trình theo bước chân những anh hùng, tham gia chỉnh trang tu sửa các đài tưởng niệm nghĩa trang liệt sĩ của thanh niên. Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân đồng loạt tại tất cả các nghĩa trang đền thờ liệt sĩ trong toàn tỉnh. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về tinh thần yêu nước, lan tỏa tin tốt những hình ảnh nghĩa cử cao đẹp của thanh thiếu nhi tỉnh nhà đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.